tại cái vị trí phía bắc này có sao Bát Bạch hay gọi là sao Vua đáo tới đấy, rất là đẹp cho cái việc mà chúng ta kích hoạt cái trường khí tại phía bắc này. Bởi vì các bạn hình dung là khi lên nhà mới thì chúng ta lên hương này, chúng ta đốt nến này là chúng ta đang kích hoạt cái trường khí tại khu vực đó đấy. Vì vậy mà chúng ta cần phải chọn cái vị trí có trường khí tốt để nó kích hoạt, cũng như là động hưởng cũng vậy. Chào các bạn, nhân tiện có rất là nhiều bạn vừa rồi có gọi điện đến hỏi tôi. Và các bạn biết tôi lên nhà mới đúng không ạ? Vừa mới chọn là ngày để lên nhà mới thì các bạn muốn hỏi tôi rằng là làm thế nào để mà biết được là cái ngày đó là cái ngày mà chúng ta bốc bát hương nó tốt, làm thế nào để mà có thể biết được ngày đó là ngày chúng ta lên nhà mới được. Thế thì trong video này tôi sẽ chia sẻ các bạn cách để mà tôi chọn cái ngày lên nhà mới. Thế thì trước khi hướng dẫn các bạn thì là tôi muốn chia sẻ với các bạn là hiện nay thì cũng có rất là nhiều những cách chọn ngày khai trương này, ngày lên nhà mới này, hoặc là ngày động thổ này khác nhau. Đấy, tuy nhiên là tôi chọn cái ngày lên nhà mới này thì tôi hay chọn theo cách đó là chọn theo trường khí, có nghĩa là tính vào ngày giờ tháng năm đó có cái trường khí tốt bay đến tại khu vực ban thờ thì mình chọn cái ngày đó là cái ngày lên nhà mới. Đó, thì sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn để mà biết được lên nhà mới là ngày nào thì chúng ta cần phải biết được chính xác cái tọa hướng của cái ngôi nhà chúng ta đang ở. Từ cái tọa hướng đó, tức là đó là cái điều kiện tiên quyết nhé, có nghĩa là bạn phải biết được là xem là nhà bạn là cái tọa hướng là bao nhiêu độ đấy. Sau đó thì sẽ làm lập một cái sơ đồ phân cung này, chia cung, có nghĩa là bạn cần phải xác định xem là vị trí ban thờ nhà các bạn nằm ở cung nào, nó đặt ở cung tốt hay chưa. Trong phong thủy yêu cầu là nhất vị nhị hướng thì ban thờ sẽ ưu tiên đặt tại vị trí cung tốt. Đấy, cung tốt thì là nhà tôi ấy, thì ở đây thì là nhà hướng bắc, hướng bắc và ban thờ thì tôi cũng đã tính toán đặt ở cái vị trí cung tốt rồi. Đấy, tức là hai cái bước này đã đạt yêu cầu, và sau khi đã đạt yêu cầu thì tôi sẽ xem ngày lên điểm mới. Thì ví dụ như là ở đây tôi lấy ví dụ như là nhà tôi ấy, hôm trước là tôi lên vào ngày mùng 2 tháng 9, đúng ngày Tết độc lập. Tại sao tôi lại chọn ngày 29 là ngày lên nhà mới? Các bạn này nhìn thấy này, trong cái sơ đồ cửu cung này thì các bạn để ý này, nếu như bạn nào đọc về hướng huy tinh thì bạn có thể biết đó là vị trí hướng bắc đúng không? Tôi chia sẻ các bạn là nhà tôi ở ban thờ này, tại vị trí hướng bắc thì tôi sẽ xem là hướng bắc là có sao nào tốt bay đến. Đấy, có thể là những bạn nào mà chưa nghiên cứu phong thủy các bạn xem cái sơ đồ này các bạn hơi có hiểu một chút. Tuy nhiên các bạn chỉ cần nhớ là trong vận 8 thì ngôi sao số 8, số 9 và số 1 là ngôi sao tốt, trong đó ngôi sao số 8 là ngôi sao vua, ngôi sao đẹp nhất. Thì tại vị trí hướng bắc vào cái ngày mùng 2 tháng 9 là dương lịch, đây là dương nhé. Đấy, mùng 7 tháng 8 là âm lịch. Thì tại cái vị trí phía bắc này, đấy, tại cái vị trí phía bắc này có sao Bát Bạch hay gọi là sao vua đáo tới. Đấy, tại vị trí hướng bắc này thì đây là cái vị trí hướng bắc trong ngày mùng 29 này là rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp cho cái việc mà chúng ta kích hoạt cái trường khí tại phía bắc này. Bởi vì các bạn hình dung là khi lên nhà mới thì chúng ta lên hương này, chúng ta đốt nến này là chúng ta đang kích hoạt cái trường khí tại khu vực đó. Đấy, vì vậy mà chúng ta cần phải chọn cái vị trí có trường khí tốt để nó kích hoạt, cũng như là động hưởng cũng vậy. Đây là xác định về ngày này. Sau khi xác định về ngày đúng không ạ, thì chúng ta cần phải xác định về giờ đúng không ạ, chọn giờ nào thì có sao này. Thì các bạn có để ý này, ở trung cung hiện nay đang là sao Tam Bích đúng không? Tam Bích mộc là sao số 3. Đấy, sao Tam Bích này là sao số 3. Sao số 3 này thì các bạn nhìn vào đây, Tam Bích ở đây. Thời gian của sao Tam Bích ở trung cung là từ 11 cho đến 13 giờ, có nghĩa là giờ mộc ngọ. Đấy, giờ mộc ngọ thì là sao Tam Bích ở trung cung, thì sao Bát Bạch nó sẽ ở vị trí phía bắc. Đấy, nó như vậy, các bạn lưu ý nhé. Chứ không phải chúng ta cứ chọn bừa những cái giờ ở đây đâu. Ví dụ như chúng ta chọn bừa 5 đến 7 giờ thì cái sao Tam Bích nó không ở trung cung thì Bát Bạch nó không ở đây. Đấy, chúng ta phải để ý cái sơ đồ cửu cung này, khi mà muốn sao Bát Bạch ở phía bắc thì sao Tam Bích phải ở vị trí trung cung, mà sao Tam Bích ở vị trí trung cung thì là từ 11 đến 13 giờ. Tức là chúng ta phải có một cái sự tư duy ngược như vậy. Đấy, tuy nhiên là không phải chúng ta cứ vào đây là chúng ta có thể chọn được ngày giờ, mà cái quan trọng nhất là các bạn cần phải biết chính xác của cái tọa hướng nhà các bạn là bao nhiêu độ. Tại sao rất nhiều bạn đã đến tôi tư vấn về lên nhà mới về động thổ thì tôi luôn luôn bảo các bạn là phải gửi cho tôi cái vị trí, cái mảnh đất, cái ngôi nhà đó qua Zalo để tôi lập một cái hồ sơ. Sau đó thì tôi sẽ cần biết cái kích thước nhà các bạn dài rộng bao nhiêu,
vị trí ban thờ đang kê tại cung vị nào. Đấy, từ đó thì tôi mới xem được là cái ngày nào là cái ngày tốt. Tôi lấy ví dụ như là trở lại ngày mùng 1 tháng 9 đi. Tại sao lại tôi lại không chọn cái này này, đúng không? Mùng 1 tháng 9 này thì phía Bắc có sao Cửu Tử thì đạt cái điều kiện yêu cầu là ngôi sao tốt rồi, đúng không? Tuy nhiên số 8 thì nó vẫn tốt hơn, đúng không ạ? Đấy, sao Cửu Tử này. Và các bạn nhìn xem Tứ Lục là sao số 4 nhập vào trung cung. Sao số 4 là nhập trung cung. Tứ Lục đây. Tứ Lục nhập trung cung thì nó vào khoảng từ 15 đến 17 giờ. Đấy, 15 đến 17 giờ thì là sao Cửu Tử sẽ Bắc. Tuy nhiên là tôi vẫn muốn lựa chọn là sao số 8 ở phía Bắc thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, hoặc là đẩy thêm một ngày đi. Ngày mùng 3 tháng 9 đi, đúng không ạ? Mùng 3 tháng 9 thì là phía Bắc là sao Thất Xích thì rất là xấu. Thất Xích là chủ về cãi vã, chủ về thị phi, đúng không ạ? Chủ về kiện cáo. Thì vì vậy mình không nên kích hoạt đây. Kích hoạt tại vị trí này mà ban thờ kích hoạt nên là rất là xanh kiểu. Rất là nhiều vấn đề xảy ra. Đấy, vì vậy mà tại sao nói xem ngày giờ là hết sức là khoa học? Bởi vì như vậy. Bởi vì các bạn chỉ cần lệch một canh giờ thôi thì nó đã sang một cái cung giờ khác rồi. Đấy, đây, mùng 2 tháng 9 này. Đây, các bạn đã hiểu chưa? Đấy, mùng 2 tháng 9 này, tam bích nhập trung cung thì bát bạch sửa phía Bắc. Đấy, số Bắc 891 là một sao đẹp, trong đó sao số 8 là sao đẹp nhất. Đấy, thì nhân tiện các bạn là hỏi về cái ngày giờ này tôi lên điểm mới thì tôi chia sẻ qua một chút với các bạn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.